Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên kính chúc anh em ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ nhé. Thì hôm nay em lên vài bé bổi rất đẹp, rất tố chất để chia sẻ toàn thể anh em mọi người. Và hôm nay em chia sẻ cho anh em cái giá gọi là tri ân, giá siêu tốt anh em nhé, để anh em ngồi chơi. Cũng lâu lắm rồi em tuyển chim, em bán giá cho anh em xem cũng không có giá rẻ đâu. Nhưng riêng ngày hôm nay em tri ân cho anh em cái giá gọi là siêu hời, siêu tốt anh em nhé. Anh em cố gắng theo dõi hết clip của em để lựa chọn những con chim mà anh em cảm thấy ưng ý, phù hợp với túi tiền của anh em. Hãy đầu tiên cho màn hình là bé số 1. Một bé màu đinh nháy ngựa, cánh xệ lưng tôm, đứng cúp C luôn anh em nhé. Trời lắc giật cực kỳ tốt luôn, lắc rất tít anh em nhé, da mỏ như mấy khâu. Mặt giữ hầu bò, bóng bộ rất đẹp, chân đứng song song, nhìn bộ rất lực anh em nhé. Đấy, nó đứng lúc vào cũng lắc giật cúp C, cánh xệ gà tre. Đấy, chim một trường tắm táp gì đâu anh em ạ. Đấy, bé chim này thì bé số 1 này thì em chia sẻ cho toàn thể anh em mọi người với cái giá là 1.500.000 anh em nhé, 1.500.000. Bình thường những con chim như này thì không có giá 1.500.000 đâu anh em nhé. Anh em theo dõi kênh của em biết nó phải 1.800.000 trở lên. Nhưng riêng ngày hôm nay em sẽ tri ân cho anh em cái giá gọi là hời và tốt nhất có thể để chia sẻ toàn thể anh em mọi người. Một bộ chim rất khá là đẹp luôn đấy, lên chơi khá là hay luôn. Và anh em gột chơi thì hết ý luôn anh em ạ. Trường chim chơi lúc nào cũng cúp C, kè chim nó chơi lắc giật cực kỳ tốt luôn anh em nhé. Giá siêu tốt cho anh em rồi đấy, 1.500.000. Anh em kết, em nói thì cứ nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp cho gọi của em. Anh em có thể là vào xem giải trí vui vẻ, bớt chút thời gian ủng hộ cho em Tùng một nút like với kênh em nhé. Đấy, clip em quay nó cũng khá là dài đấy, anh em có thể là tự thật thêm trên clip. Một bộ chim ra bộ quá là đẹp luôn anh em ạ. Lắc giật đấu rộng cực kỳ tốt luôn. Tốc độ mổ ra như mấy khâu luôn anh em ạ. Giọng xoắn tít, nghe đã tai anh em ạ. Anh em nghe giọng phê luôn anh em ạ. Đấy, có lúc nó lên giọng kép nghe sướng tai lắm anh em nhé. Cái chuông xoắn. Đấy, anh em ưng em nói thì nhưng mà đâu chỉ thích gọi của em anh em nhé. Thì khi em nói em báo công khai thì em nói 1.500.000 anh em nhé. Một bộ chim quá đẹp, quá lý tưởng cho anh em về ngồi xài của cà phê hoặc làm cảnh nhớ hoắt anh em nhé. Tiếp theo là đến bé số 2, một bé lật cầu tốc độ anh em ạ, siêu cầu luôn. Lật cảm giác nó lật cả ngày luôn anh em ạ. Găm dí chim rất chìa tốt. Gốc màu dày, màu đinh gốc màu dày anh em nhé. Trường chim lông mỏng. Con này thì là bộ của nó chỉ là bộ trung thôi anh em nhé. Nó không phải là to khủng đâu, nó chỉ là bộ trung thôi. Lên cực kỳ hay luôn, siêu cầu, siêu tốc độ anh em ạ. Chân quá nhanh, chân cực kỳ dài anh em ạ. Thì nó lắc quá là dẻo luôn, như một cái máy anh em ạ. Đôi chân là siêu tốc độ. Bé chim số 2 này thì em chia sẻ cho toàn thể anh em mọi người với cái giá là 1.400.000 anh em nhé, 1.400.000. Một bộ chim lết siêu lật cầu. Bình thường những con chim này không có giá này đâu anh em nhé. Do ngày hôm nay thì em gọi là chia sẻ cho anh em cái giá tiền tốt nhất có thể để về anh em ngồi chơi. Anh em ưng em nào thì cứ lên tay cho máy alo trực tiếp số điện thoại của em. Đôi chân nó thoát 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 anh em ạ. Nhìn ở ngoài nó lắc, nhìn nó phê nữa anh em ạ. Đây em cầm máy quay, quay nó còn bị rung rung ấy. Lật liên tục anh em ạ. Không ngừng nghỉ.
đây là treo một con chim mồi ở đằng trước mặt nó đây anh em ạ. Nó nhìn thấy chim nó lắc tốt lắm, săn sục lắc cực kỳ tốt luôn. Anh em chăm tốt, sở hữu một chiến binh lắc cầu đẹp mắt luôn anh em ạ. Để tiếp theo là đến bé số 3 anh em nhé. Một bé màu đinh, cánh sẹ, dài đòn anh em ạ, bộ rất là dài, phao câu to, trường chim. Đấy, cũng lắc giật cực kỳ tốt luôn. Đấy, anh em cánh sẹ gà tre cực kỳ đẹp luôn, dướng thẳng tắp dài nhằng và giọng đấu cực kỳ tốt luôn. Đấy, em kè chim đấu chứ không phải là quay một mình đâu anh em. Nhiều anh em cứ hỏi là kè cái chim mà con bên cạnh nó không kè làm sao chơi như này, để một mình thì nó chỉ hót không thôi. Đây em kè kiểm tra thái độ tư cách con chim để chia sẻ cho anh em. Nhiều anh em vào xem trả chịu xem hết clip thì thấy hình thức cái điện xong hỏi đi hỏi lại. Clip thì nhiều khi em thông báo rất chi là rõ rồi nhưng một số anh em vẫn kiểu như là xem qua ấy, không để ý kỹ hết. Đây về số 3 này thì em cũng chia sẻ nhanh cho anh em với mọi người với giá là 1.400.000 anh em nhé. 1.400.000. Đây anh em ưng em nói nhưng mà em nói trực tiếp số điện thoại của em. Nói chung là giá hôm nay quá hợp lý cho anh em, những con chim bộ tố chất tiềm năng, giá lại cực kỳ tốt đấy anh em ạ. Những ngày bình thường ấy thì không có cái giá tốt như ngày hôm nay đâu anh em ạ. Và hôm nay em tri ân cho anh em cái giá gọi là tốt tốt, có tí duyên để cho anh em về anh em chăm sóc, đào tạo. Chim thì em vẫn có ship đi mọi miền Tổ quốc cho anh em yên tâm là có chim đến tay anh em luôn luôn khỏe mạnh anh em nhé. Lắc giật cực kỳ tốt luôn. Đây vào bé số 4 của ngày hôm nay anh em nhé. Một bé màu lân, gọi là đá lân, đá lân đầu thụ to, hầu bò. Đấy. Hầu rất chìa to anh em, hầu trắng muốt luôn. Đấy, chơi cánh cực kỳ có tốt anh em ạ. Đi cầu cũng rất chìa nhẹ nhàng, đầu thụ rất chìa to, hầu to. Đấy, nghe giọng phê đét luôn anh em ạ. Đây bé chim số 4 này thì em chia sẻ toàn thể cho mọi người với cái giá là 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000. Anh em ơi em nói nhưng mà alo trực tiếp số thoại của em. Đây clip em quay khá là dài, khá là chi tiết. Anh em có thể là thở tự thẩm thêm cái clip anh em nhé. Anh em đón xem clip của em thì bớt chút thời gian ủng hộ cho em một nút like, luôn cái kênh. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn từ ủng hộ em. Chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em. Chúc anh em ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe.